Rồi bây giờ mình app của em đây có nào là sản phẩm, nào là khách hàng, là hóa đơn, mới còn trống trơn chưa có cái gì hết hả? Mới có sản phẩm lên thôi đúng không? Lên làm thử luôn à? Không mới làm lại chứ. Không sao, không sao. Bây giờ mình có data về sản phẩm là được rồi đúng không? Sản phẩm bên đây mình có bao nhiêu sản phẩm? Thấy cũng nhiều ha. Ở đây chắc khoảng cỡ 1.000 sản phẩm ha. Còn nữa mà chưa đưa vô. Rồi, ok. Dùm lớn lên tí ha. Rồi bây giờ mình sẽ chưa nói về vấn đề về sản phẩm thì cái data mình phải khai báo dữ liệu ha. Ví dụ khi mình đưa lên thì mình phải khai báo dữ liệu. Nên em có khai báo giá sản phẩm number. Giá của em là giá Việt Nam đồng đúng không? Hả? À, ngày của em á là em phải khai báo định dạng là date nha. Ngày nó có hai định dạng, date time. À, date time là ngày giờ. À, thì mình chọn là date. Hả? Ví dụ trong cái định dạng về thời gian, cái kiểu dữ liệu về thời gian nó sẽ có những cái kiểu sau, sẵn nói luôn ha. Cái kiểu về date thì nó sẽ hiển thị ngày tháng năm ha, hoặc là tháng ngày năm tùy cái định dạng của cái miền, cái location mà mình đang ở ha. Cái khu vực mình đang ở. Ví dụ khu vực ở Việt Nam mình thì nó sẽ hiển thị trên điện thoại là ngày tháng năm. Nhưng mà nó hiển thị ở trên máy tính á thì nó lại hiển thị là tháng ngày năm. Hả? Nên cái chỗ đó em có thể em chỉnh lại cái location cái khu vực của mình. Đó. Ví dụ để chỉnh cái khu vực thì mình vô view table. Mình chọn location này, mình chọn lại cái khu vực của mình ha. Thì mình chọn Việt Nam thì nó sẽ chọn ở khu vực Việt Nam thì nó sẽ định dạng theo cái vùng là cái data này nó sẽ format theo Việt Nam ha. Ví dụ như đây mình chọn theo Việt Nam. Việt Nam đi. Đó. Đó thì nó báo là cái Local Use Grid Table đó. Cái data mình đọc nó sẽ theo cái định dạng ở đâu. Rồi tiếp đến là bây giờ mình quay lại cái column của mình sẽ tìm hiểu về cái cách khai báo dữ liệu cũng như mình sẽ khai báo cho cái bảng của mình. Giá sản phẩm mình chọn là number cũng được, nhưng mà hồi trưa là em có nói là em hỏi là mình có thể hiển thị tiền trên đó được không đúng không? Nếu tiền thì em chọn là price nha. Price thì mặc định thì nó sẽ lấy tiền đô. Nó sẽ lấy là đơn vị, là ví dụ là số digit của mình là bao nhiêu. Ở dưới này cái currency của mình có rất là nhiều đơn vị tiền đúng không? Đó, thì bây giờ mình chọn cái chữ D là nó xuống là cái đồng. Đồng có chữ Việt Nam đồng nha. Đó, chữ đồng. Đó, nó sẽ hiển thị chữ đồng. Mình muốn hiển thị bao nhiêu cái digit, ví dụ mình không muốn hiển thị cái decimal của nó, decimal digit của mình bằng 0 thì mình để là 0 ha. Đó. Rồi ví dụ mình muốn giá trị nhỏ nhất của mình là bao nhiêu đồng thì mình gắn vô đây, mình muốn mỗi cái bước mình cộng cái thì nó lên bao nhiêu ngàn, ví dụ giờ mình cộng một cái là mình tăng lên là 1.000 đi ha. 1.000 đúng không? Đó. Ví dụ giá trị mình nhỏ nhất của mình là 0. Thôi cái chỗ này mình không cần. Đó. Thì ở đây là mình sẽ khai báo cái kiểu này, mình tăng lên ha. Maximum là cái giá trị số tiền mà lớn nhất thì giá đâu có lớn nhất đúng không? Giá là vô chủ. Đó. Rồi minimum là cái giá trị mà nhỏ nhất. Rồi increase hoặc là decrease là nhỏ nhất là bao nhiêu? Ví dụ mình muốn nhỏ nhất là 1.000 hay là 100. Thường là nhỏ nhất là bao nhiêu? 1.000 ha. Có tiền lẻ không có năm? Đó, thì bây giờ mình nhỏ nhất là 1.000 đi, ví dụ vậy đi ha. Đó. Tiền của mình nó sẽ có những cái kiểu mà mình chọn, cái này cũng rất là hay nha. Ví dụ auto là mặc định là mình nhập cái số vô. Để anh ví dụ nha, ví dụ cho em xem. Ok, lưu lại là cái ha. Bây giờ mình đang để là cái tiền của mình. Cái giá sản phẩm đúng không? Là mình đang để price đúng không? Rồi, mình vô sản phẩm, mình tạo mới một cái.
Đây thì nó đang bị, nó đang để như vậy. Đó, ví dụ thêm một cái thì nó lên 1.000 đồng đúng không? Thấy chưa? Đó. Nhưng mà ở đây cái number digit mình chưa có chỉnh cho nó đúng không? Chưa có ngăn cách. Chưa có ngăn cách thì bây giờ mình sẽ ngăn cách nó ra để mà mình dễ nhìn đúng không? Ngăn cách nó ra là mình cho nó là 3. Mà sao nó không có cái dấu này, để coi thử lưu lại nó sao nha. Nhập nhưng mà lưu lại nó coi nó có chuyển sang là cái dãy số hay không ha. Giá nhập đúng rồi, vậy là giá của mình nó sẽ lưu lại, nó mới nhảy cái ngăn cách thập phân. Thì coi thử bây giờ mình sẽ chọn một cái tên sản phẩm gì đó. Qua tên của em là phải là tùy chọn ha. Trong list chứ không có chọn thêm mới. À. Như vậy. À cái kia là nó liên từ một cái bảng khác sang đúng không? Hay là sao? Cái danh sách thôi. À. Danh sách sản phẩm, danh sách đi trong cái file sale. À. Rồi ok. À. Giờ thử một cái để coi thử là nó sẽ chạy như thế nào nè. Cái hình không bắt buộc. Cái sản phẩm mình mới thêm vào là nó nằm ở dưới cùng. Đây. À, sau khi mình thêm vô thì cái chữ đồng này lại nằm phía sau. Nằm phía sau. Nên quay nó nằm phía trước. Nên nhìn nó hơi khó chịu đúng không? Bây giờ cái chỗ giá của mình sẽ có hai cách. À cái show thousand separator là ngăn cách hàng ngàn, còn cái number digit mình không có quy định, mình bỏ này ra đi. Đó. Mình không có quy định, mình để nó trống vậy đi. Ví dụ mình muốn có số thập phân thì mình để cái số thập phân bao nhiêu thì mình để vô đây, còn không thì mình để là không. Rồi ví dụ bây giờ anh để kiểu là grand đi ha. Grand. Rang ví dụ như mình có một cái danh sách các cái giá theo số tiền nhỏ nhất và lớn nhất thì mình có thể mình chọn nó là rang. Ví dụ như giờ mình cho một cái sản phẩm mới hoặc là ngay cái sản phẩm này cũng được, sản phẩm này mình chỉnh sửa nó lại đó, thì cái số tiền đó mình rang là nó vậy đó. Do ở đây mình không có đặt là giá nhỏ nhất giá lớn nhất nên khi mà mình đặt như vậy thì nó sẽ có là cái range, nên nó bằng không hết. Còn ví dụ như mình có 3 mức đi, ví dụ mình sẽ có 3 mức chiết khấu hay là gì đó mà mình muốn nó là cái hạng mục đó, hoặc là từ 0 cho tới 100% ví dụ, thì mình chuyển nó sang dạng range thì mình kéo trượt được như vậy. À, đó thì đó là cái kiểu number. Mình ở đây mình có xét được giá, được được. Đó ví dụ giá nhập của em là giá mua đúng không? Dạ. Sẽ có giá bán của em là giá sỉ và giá lẻ. À, khi mà mình bán khách lẻ thì nó sẽ tham chiếu vô cột giá lẻ đúng không? Dạ. Khi mình bán khách sỉ thì nó sẽ tham chiếu vô cái cột giá sỉ thôi. Thì ví dụ bên sản phẩm này mình thêm vô một cột giá sỉ giá lẻ nữa. Đây cái giá sản phẩm, ví dụ hiện tại em đang có một giá đúng không? Còn không thì sẽ có một cái bảng giá rồi cộng theo cái chiết khấu, thì tùy cái cách của mình. À. Đó, thì mình sẽ quy ước cái cách của mình là mình quản lý nó như thế nào. Một là mình sẽ có hai cột luôn, giá sỉ giá lẻ. Hai thì mình sẽ có thêm cái phần chiết khấu trên cả đơn hàng hoặc chiết khấu trên từng sản phẩm do mình tự quy ước ha. Ví dụ như đây mình có giá number, giá này ở dưới là mình để price. Rồi cái giá nhập của mình, ví dụ mình muốn để là price luôn thì mình chọn nó sang price. Đó. Giá nhập mình chuyển nó sang price. Đó. Mình muốn mỗi lần mình tăng nó lên bao nhiêu, ví dụ 1.000 đó, hay là bao nhiêu đó, tùy mình ha. Rồi. Em tính là giá nhập là cho nó tham chiếu vô cái chỗ mà cái giá mua gần nhất
À, được 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 luôn, để bắt đầu chỉ luôn ha. À, giá nhập sẽ tham chiếu vào cái giá mua gần đây nhất, thì cái giá đó nó chỉ được sử dụng ở cái công thức của mình á. Lúc đó mình phải gắn cái giá nhập của mình là một cái cột cột ảo trong cái bảng danh mục mua hàng, nó sẽ tham chiếu vô cái bảng danh mục mua hàng, thì mình phải gắn nó là một cái cột ảo hoặc là cái công thức ở trên trang tính, chứ nó không thể gắn ở trên trên này, gắn cái công thức ở trong cái dòng dữ liệu của mình. Nhưng mà em đặt, em chưa có cái bảng mua hàng mà đúng không? Chưa có mua hàng. Đó. Thì ở đây thì mình đang còn thiếu nhiều nè. Hóa đơn là có nghĩa là hóa đơn mua hay là hóa đơn bán? Là bán hàng đúng không? Như vậy em phải có một cái mua hàng nữa đúng không? Rồi cái sản phẩm này coi như mình quản lý tồn kho trong này luôn đúng không? Đó thì là đúng. Là... Ừ. Thì mình quản lý tồn kho trong này luôn. Rồi ok. Là cái sản phẩm thì cũng giống như là cái kho của mình luôn. À, CT hóa đơn là sao? Chứng từ là cái này hóa đơn là cái hóa đơn đúng rồi. Khách. Đó. Thì như vậy em còn một cái mua và chi tiết mua nữa đúng không? Mua chi tiết mua và bán chi tiết bán. Và thì bây giờ mình có mình phải tạo từng cái ha, cái đó để mình tạo từng cái thì nói sau ha. Bây giờ mình phải có cái hóa đơn chi tiết mua, thì trước mắt mình phải khai báo dữ liệu cho mình hiểu cái cách khai báo đã ha. Ở nhóm khách hàng của em thì thường là em nên chọn là item để mà mình chọn một cái danh sách ha. À, formula tên khách hàng không 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 đặt công thức ở đây nhé. À, em đang đặt công thức là tên khách hàng số. Wow, cái này là ý em đặt cái công thức chỗ này là nếu mà em chọn tên khách hàng thì nó sẽ lấy số điện thoại khách hàng vô hả? Rồi ví dụ như giờ em tùy chọn em đổi thì sao? Đó ở đây em thấy nè, khi mà em đặt công thức như vậy là nó ra tầm 7, thấy chưa? À, đặt như vậy là không đúng. Ví dụ giờ anh tạo một hóa đơn mới tự nhiên nó điền tùm lum mấy thông tin gì đây nè. Đó, những cái thông tin này nó lại đưa vào. Thấy sai chưa? Ví dụ giờ em tạo chọn một cái tên khách hàng khác như ông này đi. Thì nó lại nhảy. Là em tính em là nó nhảy ra chọn cơm nó nhảy ra cái hỏi cho địa chỉ trong cái hóa đơn luôn. Đó có mình làm cho phải cho phải em nha. Thì cái ý tưởng của em là đúng, nhưng mà mình đặt cái công thức như vậy là nó chưa có đúng. Ừ. À, giả sử giờ mình làm mình không muốn đặt, em đặt cái chỗ này á là dường như nó sẽ nhảy cho tất cả các khách hàng luôn, nó nhảy cho tất cả khách hàng luôn. Rồi em lại dùng cái select hóa đơn thành tiền. Cái công thức này nó sẽ làm cho cái app của mình nó rất là chậm. Công thức này nó sẽ làm cái app của em nó nặng lắm, nó chậm. À, theo cái mẫu hóa đơn đó, là nó sẽ làm cho cái app của em chậm. Rồi tiếp đến là ở đây em đã tạo liên kết giữa cái bảng hóa đơn với chi tiết hóa đơn rồi, ok rồi, in file in có rồi, số bảng in có rồi, code mã đơn hàng, code mã đơn hàng là chưa hiểu, code mã đơn hàng với lại mã mã hóa đơn có gì khác nhau? Không có em bữa em làm thêm cái để làm cái in á, nếu cái phần tổng hóa đơn là em định làm cho nó in được Tổng hóa đơn. Tức là ở đây của em là nó đang có tới in nè, số bảng in nè, mã đơn hàng này, là mình có ba cột này chỉ phục vụ cho cái việc in thôi đúng không? Thì chị mới làm theo cái ừ.
Cái việc in là cái này làm theo cái hướng dẫn của anh Quỳnh ở trên YouTube đúng không? Cái này là mà mình làm như vậy thì ra thì nó dư, mình chỉ cần một cái cọt thôi. Làm gì với ra cái cọt này chủ nó không cần thiết, mình chỉ cần một cọt thôi. Tức là mình sẽ có một cái cọt gì đó mà dữ liệu nó thay đổi thì nó sẽ xuất ra cho mình một cái bản in. Còn ở đây làm ba cọt này thì cũng chỉ để mục đích là mình xuất ra cái bản in thôi. Nên cái này nó hơi dư thì cái đó để anh nói sau ha. À, nhân viên bán hàng thì nó sẽ email và nó sẽ get cái user email. Ví dụ cái chỗ nhân viên bán hàng là email thì cái chỗ này trong cái auto computer em đặt là user email là đúng, ok. Rồi. Và em ví dụ em muốn là cái này không được phép thay đổi luôn thì em tích vô đây ha. Nghĩa là không được phép thay đổi khi mình tạo thì không có sửa. Rồi. À, tất cả những cái công thức này nè. Nó chỉ nhảy khi cái công thức này em đặt như vậy, nó chỉ nhảy khi cái thằng này nó không trống, khi tên khách hàng nó không trống. Nha. Nó chỉ nhảy khi tên khách hàng nó không trống. Còn không thì em sẽ đặt cái công thức như thế này. Ví dụ giả sử như giờ chỗ này đi, em muốn nó show lên khi cái tên khách hàng nó không trống. Ví dụ is plan. Is plan. À, is not plan ha. Rồi cái cột là tên khách hàng. Đó. Tức là khi cái tên khách hàng của mình nó không trống thì cái này nó mới show lên để đỡ rối ha. Đó. Địa chỉ khách hàng cũng vậy. Rồi nhóm khách hàng cũng vậy. Nhóm khách hàng đó em định là có hai nhóm khách sĩ, là khi lên view á, mình lên mình chọn khách sĩ là nó sẽ tự động nhảy giá sĩ luôn á. Ừ. Ok. Vậy nhóm khách hàng của mình thì ở đây mình cho nó tùy chọn thì mình không đặt công thức ở đây. Hả? Mình không đặt là nhóm khách hàng. Là mình đặt cái công thức ở đây. Mình đặt công thức ở đây nha. Mình đặt công thức ở đây. Nhưng mà mình đặt cái công thức như thế này á là rất là rủi ro nha. Rất là rủi ro. Mình tốt nhất mình dùng lookup để mình đặt. Nếu mình đặt cái kiểu này á, nè nó để nè giá trị tìm ở đây từ cái bảng này theo bởi cái tên khách hàng, thì thực ra thì cũng là một cái dạng dò tìm đây. Nhưng mà lúc nó không có dữ liệu thì nó cũng show ra luôn. À. Rồi tổng hóa đơn thì cái này là không biết là cột thật hay cột ảo đây. Ừ. Còn này là cột thật, đây là tổng giá trị đúng không? Tổng mua cái đơn là số tiền hay là tổng số tiền đúng không? À. Tổng số tiền, ok, tổng số tiền. À, bây giờ mình để number cũng được hay là price gì cũng được ha, tùy mình. À. Thì cái chỗ này á nó cũng đơn giản thôi, mình không cần phải tạp gì đâu, mình chỉ cần lấy cái bảng này đây ha, chỉ cần cái bảng này rồi mình gắn với lại cái bỏ select luôn. Đó. Là nó sẽ tự động nó cộng tổng tiền của thằng kia. Nhưng mà cái chỗ này em để ý, em gắn cái công thức trên cái cột thật ha. Nên cái cột này nó sẽ không có tự động nó update. Anh sẽ ví dụ cho em nha. Đây là cái cột thật, anh sẽ gắn vô một cái cột ảo ha. Tổng tiền. Đó. Tổng tiền là bằng cái công thức ở đây.
Đó. Giả sử anh gắn trên cái cột ảo ha. Ok. Thì bây giờ mình thử tính tổng nó. Một cái đơn hàng mình tính thử một cái đơn hàng coi nó nhảy như thế nào ha. Ví dụ như, nguyên cái đám này. Nguyên cái đám này bây giờ trước mắt anh không có show lên cho nó đỡ rối đi. À, mấy cái này không show lên. Rồi, tổng đơn hàng. Rồi. Hàng này. Này, tổng tiền show rồi. Số điện thoại, địa chỉ. À, ngày bán today rồi lưu lại cái. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Mình test một cái ha. Giờ mình mở cái bảng ra cho lớn lên tí. Rồi bây giờ mình thử là bây giờ cái của em nó đang số thứ tự số 1 đúng không? Số tự ra. Rồi, mã đơn hàng. Anh nghĩ trong cái phần mềm thì không cần làm cái cột số thứ tự này, nó không cần thiết em. Rồi, ngày bán, ngày hôm nay, tên khách hàng, khách nào đó ha. Vụ này. Rồi, Hà Phương thì địa chỉ này đúng không? Đức Thừa. Đó, thì địa chỉ này. Rồi nhóm khách hàng, ở đây mình phải tùy chọn nhóm khách hàng là nhóm lẻ, khách sỉ phải không? Là cái nhóm khách hàng là em gán khi mà em tạo khách hàng luôn rồi đó. Là em gán À, cái người này là gắn vô luôn ha. Rồi ok. Rồi, ở đây em thấy cái lỗi của mình chưa? em lại. Thì dân nó lấy ở đâu đâu nó vô. Nó referral mã hợp đồng. À, cái mã hợp đồng này nó có nghĩa là đã tồn tại rồi, đúng không? Thì phải gõ mã hợp đồng khác. Thấy chưa? Cái mã hợp đồng của em mà như em tạo nó chưa có đúng nên nó lấy một cái mã hợp đồng khác. Đó. Nên đó là lý do mà mình không có rành hồi xưa anh có chỉ. Là mình hà chưa có rành về cái im lặng lên. Khi mà mình chưa có lấy thì mình cứ lấy theo cái số ngẫu nhiên này ha. Rồi bây giờ giả sử như khách hàng Đức này, bây giờ mình bán thử một cái sản phẩm nào đó đi ha. Nhiều bán cho một cái sản phẩm. À, ở đây nó chưa có lấy từ cái bảng đơn hàng qua mà nó bắt phải điền lại cái này đúng không? Thì như vậy mình chưa có nhiều. Mình chọn đi, mất công chọn chọn luôn. Rồi bây giờ mình chọn tên hàng một cái sản phẩm gì đó đi, này đi ha. Đó. Rồi nó ra số lượng. Ví dụ một giá bán nó chưa nhảy hả? Chưa Chưa cài. Rồi bây giờ mình giả sử như hai thành tiền 2 triệu, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình lưu lại. Rồi bây giờ em thấy tổng tiền ở đây nó nhảy đúng không? Tổng hợp đồng ở đây nó cũng nhảy. Bây giờ mình thử new, mình thêm. À, sao bên đây áp xích nó nhảy luôn rồi, lúc trước là nó không có nhảy. À, coi thử. Giờ thì bây giờ cái công thức gắn ở đây là nó cũng nhảy luôn rồi. Lúc trước là mình gắn mình thêm vô cái cột phụ, chắc cái này cái chức năng này áp xích nó mới update ha. Đây là cái cột của em là cái cột cột thực ta. Mình kiểm tra trên cái giá trị trên cái đơn hàng. Cái sụp. Tổng hợp đồng đây là cột thực nó cũng nhảy luôn. Ok, vậy thì thôi khỏi cần. Vậy là AppSheet nó mới update, lúc trước là nó không có nhảy cái này ha. Lúc trước cái cột này mình chỉ edit, thì nó mới nhảy. Từ từ để anh coi thử, nếu mà anh anh nhớ rồi, có nghĩa là nếu mà em thêm ở bên cái bảng mà chi tiết đơn hàng á thì nó sẽ không nhảy.
em thêm trong cái bảng chi tiết đơn hàng thì cái công thức nó sẽ không nhảy. Nếu mình gắn trên cái cột thực á thì mình thêm cái chi tiết đơn hàng thì công thức nó sẽ không nhảy. Ví dụ như giờ ở đây mà em có cái duyệt của em mà em show thêm cái bảng mà chi tiết đơn hàng nữa đi, đúng không? Em show thêm cái bảng chi tiết đơn hàng. Ở đây mình mới có hai bảng đúng không? Em mới có một cái bảng là hóa đơn thôi, chưa có cái mặt hàng gì hết. Bây giờ mình thêm vô một cái bảng. Mình thêm vô một cái bảng nữa là cái bảng về chi tiết đơn hàng. À, ví dụ như đây là chi tiết hóa đơn đúng không? Đó. Và mình tham chiếu vô cái bảng chi tiết hóa đơn. Đó. Rồi bây giờ mình chuyển nó sang dạng table. Hay là những cái hóa đơn mình tạo. Thì ở đây em để ý em thấy có mấy cái dấu than này, mặc dầu em xóa cái hóa đơn rồi nhưng mà bên cái chi tiết đơn hàng nó không có xóa. Nguyên nhân là sao biết không? Nguyên nhân là do mình không có ràng buộc giữa cái hóa đơn với cái đơn hàng này. Thì chỗ này hôm qua anh có nói về cái việc mà đánh cái dấu tích ngay cái mã hóa đơn nó rất là quan trọng. Ví dụ như mã hóa đơn này em refer bên kia. Cái này là em làm sao đúng không? Chứ nếu đúng em xóa là sẽ mất. Không biết cái này em xóa trên trang tính hay em xóa như thế nào, nhưng mà nếu mà em tích vô đây is a part of á, có nghĩa là khi mà mình xóa ở đây, mình xóa trên cái đơn hàng tổng thì nó sẽ xóa cả những mặt hàng bên cái chi tiết hóa đơn. Nha. Đó, bây giờ giả sử như cái đơn hàng mình vừa mới tạo này đây. Những cái thằng này nó có dấu than, có nghĩa là mình không có tìm ra được cái mã đơn hàng. Thì ở đây mình có thể mình chọn mình xóa hết những cái thằng này. Ở đây nó không có show cho mình. Ở đây nó không có show cái textbox cho mình. Mình show cái này lên, mình chọn hết đi. Xóa những này đi. Xóa hết cái đám này đi. Nào bây giờ anh thử xóa cái đơn hàng tổng để coi cái mặt hàng trong cái đơn hàng này nó có bị xóa không nha. Khi mình đánh cái dấu tích đó thì khi mình xóa cái đơn hàng tổng thì những cái mặt hàng trong này nó cũng sẽ xóa theo. Giờ mình nhấn delete. Bây giờ mình qua đây mình coi nó có xóa không ha. Rồi, nó xóa luôn rồi. Thấy chưa? Khi mình xóa cái đơn hàng tổng thì các cái mặt hàng trong cái đơn hàng đó nó cũng sẽ xóa luôn. Đó. Thì cái dấu này rất là quan trọng ha. Cái dấu về chi tiết cái hóa đơn mà nó liên kết với cái mã hóa đơn này á, là nó sẽ có sự ràng buộc. Khi mình xóa cái đơn hàng tổng thì cái chi tiết các cái mặt hàng trong hóa đơn này nó cũng sẽ xóa theo. Đó. Cái dấu này quan trọng ha. Yêu. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ sản phẩm của mình đúng không? Sản phẩm mình đang đặt hai cái điều kiện gì đây? Sản phẩm. Bây giờ mình thử lọc cái gì đây? Bên khách hàng mình đang có loại khách hàng luôn không? Khách sĩ khách lẻ hả? Giống khách sĩ lẻ và trống. Trống có nghĩa là chưa phân loại hả em? Trống là có ô trống như vậy em. Rồi, khách của mình thì sẽ có khách sĩ khách lẻ. Ví dụ như giờ em search cho nó là cái khách này nó luôn lấy từ bên kia qua đúng không? Nó luôn lấy từ bên cái danh mục khách hàng qua, nhưng mà có phép cho phép tùy chỉnh bên cái đơn hàng không? Khách nó là mẹ bên đơn hàng.
Tại vì là khi mà sản phẩm là nó sẽ có hai giá là giá lẻ với giá sỉ, rồi em chọn cái tên khách đó. Nếu như mà cái tên khách đó nó được được tạo ngay từ đầu nó là khách Rồi, ok. Vậy thì trong cái sản phẩm của em á, cái giá sản phẩm thì em sẽ có hai cột ha. Giá nhập này, giá giá sản phẩm mặc định của em là giá gì? Giá sỉ. Bên này Cái lại là thêm giá lẻ. giá lẻ, giá lẻ trước rồi giá sỉ sau đúng không? Giá sỉ, giá lẻ, giá nhập. Đúng không? Rồi, khách hàng gì đây? Nhập hàng với chi tiết nha. Rồi giờ em có cũng đầy đủ các cái bảng rồi, chỉ cần mình đẩy lên thôi đúng không? Hóa đơn, nhập hàng, khách hàng. Rồi, khách SI à, không không cần giấu đúng không? À, sỉ lẻ. Có một số khách hàng thấy chưa có phân loại thì không biết cần quản lý như thế nào. Thì đưa Cái này không có gì là lẽ, không có là lẻ đúng không? Không có thì là lẻ. Nhiều trống, trống thì là lẻ đúng không? Đó, ok. À, vậy thì bên kia nó sẽ lấy từ bên này vô là sỉ và lẻ. Thì nó chỉ cần nó dò cái hàm nó đưa qua thôi. Không cần phải tùy chỉnh bên này đúng không? Ok. em định làm cái chi tiết hóa đơn đó là không không cần phải chọn lại cái tên khách thêm một lần nữa mà nó vẫn nhảy vô tên khách trong cái file sale luôn. Được. Chi tiết hóa đơn là nó không cần. Rồi bây giờ mình sẽ vô copy này đi ha. Copy cái này, copy cái cần tên sản phẩm ha. Và tên khách hàng nhé ha. Tên khách hàng. Để qua đây gõ đi cho nó lẹ. Tên khách hàng. Thì cái chỗ này nó sẽ có cái cột là nhóm khách hàng phải không? Mình đang coi trong cái cột nào đây? Chi tiết hóa đơn hả? Coi trong cái cột hóa đơn trước. Nhóm khách hàng ở đây. Nhóm khách hàng thì nó sẽ dò trong cái bảng khách hàng. Và nhóm khách hàng đúng không? Ở chị nhóm không? Nhóm khách hàng. Nhóm ca hát. Ok. Rồi. Rồi code mã đơn hàng số bảng in, cái code mã đơn hàng số bảng in này nó đang bị dư nha. Dư. Bỏ ra đi. Rồi, địa chỉ khách hàng, nhân viên bán hàng, ngày bán hàng, mã hóa đơn. Rồi. Nhóm khách hàng. Rồi, bây giờ qua bên cái bảng này mình xử lý tiếp cái bảng kia. Cái bảng chi tiết hóa đơn đúng không? Chi tiết hóa đơn của em là hiện tại nó chưa có tự động nó nhảy khi mình link nó sang đúng không? Nó đang nó cái tên tên khách hàng nó không có tự động nó chọn đúng không? Tên khách hàng nó không tự động chọn. Thì bây giờ cái tên này nó sẽ lấy từ bên cái bảng mã sản phẩm nó lấy qua. Đúng không? Nó lấy từ bên cái mảng mã sản phẩm nó lấy qua. Lấy từ quá đơn. Hả? À, lấy từ hóa đơn giúp em đúng không? Nó lấy từ hóa đơn. Hóa đơn rồi nó lấy theo tên khách hàng đúng không? Nó lấy từ bên này qua đúng không? Ý là như vậy đúng không? Rồi, tên sản phẩm thì nó mình chọn là bán theo tên hay theo mọi mã.
trên cái hỏng hơi tên. Theo như anh thì anh thấy thường anh nên quản lý bằng mã, bởi vì cái tên nhiều khi em điều chỉnh người cái mã thì em không có chỉnh, mà lúc show cái label của em là cái tên thôi thì cái tên cũng được, không sao ha. Rồi số lượng giá bán thành tiền. Rồi thì bây giờ cái chỗ giá bán này đúng không, giá bán thì nó sẽ gắn cái hàm if, if nhóm khách hàng đúng không, nhóm KH mà nó bằng SI đúng không? Sĩ thì nó sẽ trả về cái cọt là phẩm, sản phẩm đúng không, rồi chấm giá sĩ. Đó, ngược lại thì nó sẽ trả về cái cọt là giá lẻ đúng không, phải vậy không? À, ở đây không thấy, không tìm thấy cái cột tên khách hàng, nhóm khách hàng, không tìm thấy cái cột sản phẩm, không tìm thấy cột sản phẩm, không tìm thấy bảng sản phẩm. À, rồi không tìm thấy, không tìm thấy bởi vì ở đây mình không có liên kết tới nó hả? À, sản phẩm, giá sản phẩm, sản phẩm, ok. Tên sản phẩm, tên sản phẩm ha, để coi thử, coi thử cái bảng mã sản phẩm của mình là sản phẩm. Giá của em có được phép điều chỉnh không? Dạ được. Nếu được thì không đặt ở đây nha. Giá bán, giá bán không điều chỉnh thì mình phải đặt ở đây. À, giá bán thì bây giờ cái chỗ này mình phải sử dụng hả, list row. À, list row. À, chấm nhóm khách hàng, tức là cái dòng này dò trong cái nhóm khách hàng rồi mà nó bằng sĩ thì mình sẽ lookup cái sản phẩm của mình, lookup list row luôn. Đó, list row. À, anh chọn list row sản phẩm. À, sản phẩm hay là tên sản phẩm ta? Tên sản phẩm đúng không? Tên sản phẩm. À, phẩm, tên sản phẩm, tên SP, tên SP. Đó, rồi giá sản phẩm, giá sỉ, rồi nó sẽ trả về, nó tìm trong cái bảng là sản phẩm, rồi nó tìm trong cái cột là tên sản phẩm, tên SP, và nó sẽ trả về cái cột là giá sỉ. Đó là mình dùng lookup để mình dò nó ra ha. Rồi tiếp đến mình sẽ xuống dòng ngược lại thì nó là giá lẻ, ngược lại là giá lẻ. Giá sỉ, giá lẻ sao đây? Mình chưa có tạo lại, không sao, lưu lại mình tạo. Rồi, regenerate cấu trúc lại. Máy em màn hình full HD đúng không?
hay bốn Em không biết con mấy mới nhỏ. nhỏ hả? Nhỏ nhưng mà anh thấy độ phân giải nó cũng lớn. Ok rồi, bây giờ để coi nó báo lỗi gì ha. Hóa đơn tên khách hàng sai, hóa đơn tên KH, tên sản phẩm, giá sản phẩm, mấy cái này là báo lỗi rồi. Bây giờ phải sửa nó lại, công thức mình chưa đúng. Nào nó báo lỗi thì mình sẽ vô mình sửa ngay chỗ đó ha, vô cột column trong chi tiết hóa đơn nó đang báo lỗi đó. Thứ nhất là nó báo lỗi là tên khách hàng không có đúng, tên khách hàng không đúng. Rồi thứ hai, cái khóa của mình là tên sản phẩm, Như cái hóa đơn đó là mã hóa mã hóa đơn. đơn. Mã Để coi mã HD đúng không? Mã HD. Mã HD. À, thứ hai đó là cái thằng tên sản phẩm, giá sản phẩm nó báo là đơn giá sai. Đơn giá là còn giá bán là sao em? Đơn không biết cài sao á, thì em mới cài cho nó một cột đơn giá, giá em nhập vô là tự nhảy, còn một cột giá bán là em tự điều chỉnh, là tại vì em không biết chèn thêm cột giá sỉ á, là em sẽ nhìn ra lại rồi em thấy được À, giá và sỉ. đơn giá nhân với số lượng ra thành tiền đúng không? Mà giờ mình chèn thêm được cột đó rồi thì bỏ bỏ cái cột đó là cũng được. Rồi giờ sửa cái cột giá bán này lại thành cái cột thành tiền đúng không? Mình Hình như có cục cái cột này là cột thành tiền mới đúng chứ. Có cột thành tiền chưa? Anh đâu thấy cột thành tiền đâu. Có số lượng, đơn giá, tiền, tức là đang dư một cột hình đơn giá bán đúng không? Nó dư cột giá bán, số lượng đơn giá thành tiền, thành tiền thì bằng đơn giá nhân với số lượng. Version cũ. Ok. Giờ thử một cái hóa đơn ha. Số thứ tự số 1, hóa đơn 01, tên khách hàng là Phương. À, nhóm khách hàng thì thêm mặt hàng luôn. Giờ tên khách hàng nó nhảy rồi đúng không? Này. Tên khách hàng bên này nó cũng nhảy Hà Phương luôn rồi nè. Rồi ví dụ số lượng của em là hai chai đi. Ở đây đơn giá nó không nhảy. Đơn giá nó không nhảy. Đơn giá không nhảy. Ghi giá lên kia. À đơn giá hình như bên kia nó chưa có nhập đúng không? Nếu mà khách sỉ thì nó sẽ nhảy đơn giá sỉ. Và đơn giá bên này phải nhập ở đã. Giá sỉ giá lẻ giờ nhập ở đâu? Chưa có cột giá hả? Nhập vô đại thử À, có bây đi nhập giờ giá lẻ đây. Giá
Ví dụ như hàng này giá 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 sỉ là bao nhiêu? Ví dụ này hai đi. Ví dụ này là thứ tư ria thứ ba đi, ví dụ vậy đi. Ví dụ như giờ này là cái mã nào? Hình tên sản phẩm hàng này đúng không? T-shirt. Ok. Cancel này mình refresh lại ha. Cancel. À, bây giờ mình tạo một cái hóa đơn, chọn cái nhân viên, chọn khách hàng này, một anh rồi đây là khách lẻ, sẽ giá lẻ đúng không? Rồi chọn tên sản phẩm, dán cái ông nội này, chọn đây à, để coi nhảy giá không, tăng giá nhảy rồi. Ok, nhiều lên một. Đó. Cọc giá bán không có. Giá bán này nhập tượng trưng đi, ví dụ vậy đi. Đó. Thành tiền, ví dụ vậy. Ok. Lưu lại. Nè. Mình ở đây mình thấy là hàng này sao nó không liên hệ với nhau, mã đơn hàng, hóa đơn này với mã hóa đơn kia sao nó lại báo dấu than? Chắc công thức bị sai nhé. E 1 2 3 4. Lưu lại cái đã đi. À, do mình chưa lưu nên nó không có tìm thấy, nó báo dấu than thì mình lưu rồi nó không có dấu than. À, ở đây em thấy cái tốc độ đồng bộ dữ liệu của em nó rất là chậm. Em để ý không? Biết vì sao không? Ví dụ như cái chi tiết hóa đơn của em này, em muốn đồng bộ nhanh nên bật cái này lên thì nó sẽ đồng bộ ngay tức thì. Còn nếu mình không bật cái này lên thì nó sẽ đồng bộ chậm hơn. Đó. Ví dụ như em muốn là thêm cái mặt hàng của em á, chi tiết hóa đơn này cứ nhiều khi bán nhiều mà auto reopen bật vô đây ha. Còn ví dụ em muốn thêm công, thêm cái nào ra cái đó thì em không cần bật. Đó. Thì ở đây là mình bật cái chức năng là auto sale này vô. Cái mình để nó lưu cho nó nhanh. Anh bật cái này lên để thử bây giờ mình tạo một hóa đơn coi nó lưu có nhanh hơn không ha. À, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của anh đó là khi tạo đơn hàng mình đừng có tạo theo kiểu mình tạo cái form rồi mình add luôn cái sản phẩm vào trong cái form, như vậy thì app nó đồng bộ rất là lâu. Ví dụ như giờ anh tạo theo kiểu là anh tạo form trước anh lưu lại nha, rồi anh add đơn hàng á thì nó lưu rất là nhanh. Ví dụ dây thay vì bây giờ anh thêm mặt hàng anh nhấn sale cái đó. À, bắt đầu giờ anh mới thêm nè. À, thì như vậy giờ anh thêm thì nó sẽ lưu rất là nhanh. Và ở đây em thấy những cái thông tin quan trọng của mình thì mình chỉ cần mình đẩy nó lên trên, những cái thứ này nó không quan trọng, mình đẩy nó xuống dưới đúng không, tức là mình chỉ cần ba dòng trên này thôi đó. Thì ở đây mình chỉnh lại cái form của mình, đây mình chỉnh lại cái form của mình. À, cái form chi tiết đơn hàng đúng không, này thì bây giờ mình sẽ đưa những quan trọng lên trên. Ở đây mình cần cái gì, mình cần tên cái mặt hàng, sorry cái này có hóa đơn thì mình có thể mình đưa những cái cột quan trọng của mình sắp lại nó luôn cũng được ha, nó đỡ bị rối. À, tổng hóa đơn tổng tiền hình như mình đang dư một cột thì mình xóa với một cột đó nè.
tổng tiền này là cọc ảo, mình xóa cái cọc ảo này đi, delete nó đi. Ok. Rồi cái chỗ này mình sắp xếp nó lại. Trong cái chi tiết hóa đơn em cũng sẽ sắp xếp nó lại. Mình chỉ cần đưa những cái cột quan trọng mình lên thôi. Những cái cột không quan trọng mình đẩy nó xuống. Ví dụ như những cái thứ không quan trọng mình đẩy nó xuống dưới này nè. Thì ở đây mình sẽ có là mã sản phẩm. Đó, mã sản phẩm, tên sản phẩm, tên khách hàng, rồi hình sản phẩm, vân vân. À, những cái thứ gì mà quan trọng mình đưa lên trên. Ví dụ mã cột này không quan trọng, mã hóa đơn không quan trọng. Ví dụ mình muốn thêm là tên sản phẩm là cái quan trọng nè. Mã thì đi tên nè. Mã CTHD là chi tiết hóa đơn không quan trọng, đưa xuống dưới nè. Rồi mình sẽ có là số lượng nè, đơn vị tính nè. Rồi số lượng nè. Rồi đơn giá nè. Rồi thành tiền nè. À, đó, mình chỉ cần nhu cầu quan trọng đây, mình đưa lên trên. Những cái thứ không quan trọng mình đẩy hết xuống dưới đi. Còn không, mình không có show lên trên cái form của mình cũng được. Mà thôi bây giờ cứ đẩy nó xuống dưới. Thì như vậy em order như thế này thì cái form của em nhìn nó sẽ đỡ rối hơn. Nhân viên kinh doanh họ chỉ cần họ tập trung vào những cái quan trọng. Đây, mình chọn sản phẩm cái. Đó. Thì nó sẽ tự động nó đổ ra những cái này cho mình. Đó. À, ở đây là em show theo kiểu là cái tên. Nhưng mà thực ra không cần thiết như thế này. Theo anh thì chỉ cần bán theo cái mã thôi. Cái mã, nhưng mà để show cái label của cái mã là cái tên. Thì lúc đó nhân viên kinh doanh có thể nó không cần biết cái mã. Nhưng mà nó gõ một phần cái tên thì nó sẽ ra cái nó cần. À, cũng được ha. Như ở đây mình chọn một sản phẩm. À, sản phẩm này nó chưa có đơn giá. Ví dụ mình gõ cái sản phẩm mà có đơn giá của mình vô. Cái này đi. Đó. Thì nó sẽ ra giá của mình 1.400.000, tăng lên, nghĩa tăng tiền lên. Đó, ok. Đó. Mình chọn cái mã hóa đơn của mình, ví dụ mình bán cho cái hóa đơn không một, mình thêm vào, xem nó lại cái. Đây nó báo mình giá bán chưa có. Nhập đại vô đi. Đó. Ok, thì bây giờ nó lại mở ra lại cái này để mình thêm mới, vì mình không muốn mở cái này thì mình cancel đi. Đó. Thì ở đây trong cái chi tiết hóa đơn của em nó lại thêm vào đây. Đó. Thêm cho cái hóa đơn 01 ha. Đó, khách lẻ. Để đồng bộ lại cái. Đồng bộ lại cái. Rồi bây giờ cái chỗ này vô xóa mất một cột. Trong cái chi tiết hóa đơn mình đang dư một cột đúng không? Dư cột giá bán này đúng không? Đó. Dư in luôn. Mấy cái đó không quan trọng thì mình để sau đi, không quan trọng. À, bên cái phần hóa đơn này như là nó cũng dư một cột. Số bản in, địa chỉ, ngày bán, tên khách hàng, ok. Rồi ví dụ bây giờ cái chỗ này mình chỉnh lại thì em thấy rằng mình thử thêm một cái khách hàng và một cái danh sách các mặt hàng để coi nó có nhanh hơn không ha. Yeah, đây mình có thêm luôn mặt hàng, thêm tên sản phẩm. Đó, cái này nó chưa có đơn giá, bây giờ cổ đại đi. Có số lượng. Đó. Thì nó sẽ lưu lại cho mình như vậy. Ở dưới này ví dụ những cái thông tin gì không quan trọng, giá bán này mình chưa đồng bộ nên giá bán nó vẫn còn. Thì cái đồ đi đồng bộ lại. Đồng bộ lại cái. À, mình phải tạo lại, data, mình đồng bộ ở đây không có tác dụng ha. Phải tạo lại data. Nhưng mình xóa cột bên kia rồi. Thì bên cái chi tiết hóa đơn mình phải tạo lại data. Reach rate. Ừ.
ở đây anh thấy có cái cột hình sản phẩm, em phải chỉnh nó ra là image nha, image, loại sản phẩm, mã sản phẩm. Mã sản phẩm của em là em phải rep. Ủa mà không, em đang là test mà. Em đang rep là rep cái tên. Nhưng mà theo như anh là nên làm ngược trở lại mới đúng. Rep là rep cái mã. Em đặt như vậy thì cái mã em đặt vô đâu có tác dụng gì đâu. Mục đích cái mã của mình là nó là duy nhất mà. Thì coi như em đã đặt tên thì không cần phải quản lý mã. Em đặt mã thì em mới cần quản lý mã. Ok, lưu lại. À, bây giờ mình thử tạo một cái đơn hàng cái. À, cái cột số thứ tự này nó cũng lại không cần thiết luôn. Mình đã có cái số đơn hàng rồi, mình lại thêm cái cột số thứ tự là nó dư thừa. Đây là thông tin, thêm vô mặt hàng. Chọn tên sản phẩm. Rồi chọn số lượng. Ví dụ chỗ này đơn giá mình gõ vô. Đó. Nó nhảy thành tiền. Đó. Đó. Ví dụ vậy. Rồi. Những cái thông tin dưới nó tự động nó nhảy. Nó là loại bỏ cái cột giá rồi. Thêm vô. Đó. Để là nhảy thêm một cái sản phẩm khác. Mình gõ sản phẩm này. Đó. Này. Đó. Mình gõ số lượng. À, mình muốn số lượng của nó mặc định là ít nhất là 1. Thì mình chọn nó original của nó là 1 ha. Ví dụ cái cột này mình muốn nó nhảy là tối thiểu là 1 đi ha. Đó, để anh lưu xong này đã. Bắt công anh tạo nó thì nó lại đó. Rồi xong thì bây giờ anh bấm cancel, anh không có thêm nữa. Bây giờ anh nhấn lưu thì nó sẽ lưu hai cái này đó. Số lượng của mình mặc định là tối thiểu là 1. Thì mình chọn vô đây. Cái cột công thức em đặt thầy Insignio là 1. Đó. Để mà nó nhảy mặc định nó phải có một cái số lượng. Đó. Thì mình bật cái kia lên thì nó đồng bộ nhanh hơn được tí. Tuy nhiên mà nếu mà mình thêm một lần là một chục sản phẩm đi, một cái view mà một chục sản phẩm á, thì đồng bộ theo kiểu mà mình tạo một cái form đầy đủ mình lưu á, nó rất là lâu. Nên thường là anh sẽ tạo theo kiểu là tạo cái nào lưu cái đó, nó sẽ không bị tốn cái thời gian đồng bộ, bởi vì khi nó đang đồng bộ cái trước thì mình đã thêm cái sau, và khi mình thêm cái sau thì nó lại đồng bộ cái trước, cứ như vậy mình sẽ không bị chậm, mình phải chờ đợi nha. Ok, bây giờ mình đi tiếp cái phần khai báo data cho mình nắm ha. Ví dụ như em muốn hồi nãy cái rep này, cái rep có nghĩa là refer tới một cái bảng khác đúng không? Anom hay là anomlist, anom mình vẫn có thể refer tới một cái bảng khác được. Nhưng mà anom refer tới bảng khác là không thể thêm trong cái bảng khác đó. Nó sẽ có hai dạng anom ha. Anom, bây giờ anh sẽ chỉ cái refer với anom nó có gì khác nhau. Đây, ví dụ như giờ em chọn refer đúng không? Refer thì nó chỉ refer được cái case. Refer có nghĩa là chỉ refer cái case. Như ví dụ em có sản phẩm thì cái khóa của em đang đặt là tên sản phẩm đúng không? Đây, cái khóa của em đang là tên sản phẩm. Em vẫn có thể đặt cái khóa của em là mã sản phẩm được, và em đặt cái label của em là tên sản phẩm. Thì lúc đó em gõ cái cột mã sản phẩm, nhưng mà cái tên của nó vẫn show là cái tên sản phẩm đó. Thì em ví dụ như vậy. Thì như vậy khi em chọn cái kiểu giữ bản điều của em là em khai báo là refer rep á, kiểu rep này, thì nó chỉ refer tới cái khóa của cái table đó. Ví dụ như cái refer tới cái hóa đơn này thì nó sẽ refer tới cái khóa là cái mã hóa đơn, được chưa? Đó. Còn cái anom thì nó như thế nào?
Cái enum thì nó cho mình refer tới bất kỳ cái cột nào trong cái bảng của nó hoặc là cái bảng khác. Được chưa? Enum có nghĩa là cũng là một cái danh sách tùy chọn. Ví dụ như ở đây mình chọn là enum nhóm khách hàng đúng không? Nên nhóm khách hàng này mình đang chọn enum và mình để như vậy thì mặc định cái enum này nè nó sẽ lấy trong cái table là hóa đơn này. Và mình có thể mình thêm một cái lựa chọn khác. Ở đây nó cho mình thêm hoặc là không thêm ha. Ví dụ như mình bỏ hai cái dấu tích này đi thì mình chỉ được lựa chọn trong cái mà mình đã có thôi. À, mình không được phép thêm. Hiểu chưa? Nếu mình bỏ chọn cái này đi á thì nó sẽ không cho mình thêm, mà mình chỉ chọn những cái đang có thôi. Mình có thể mình add những cái value, như ví dụ ở đây khách của em là, ví dụ em chọn đây là sĩ đi. Và đây là lẻ. Thì như vậy ở đây enum nó cho em có thể chọn trong cái hai cái giá trị này và em bỏ tích hàng này đi. Ví dụ vậy đi. Done. Ok. Bây giờ mình done. Thì bây giờ mình quay lại. Mình thử kiểm tra, mình chọn một cái khách hàng. Đúng không? Mình thêm. Mình chọn một cái tên khách hàng đi, Hà Phương. Đó. Thì ở đây nó chỉ có cái button này thôi. Nó không cho mình lựa chọn là cái nút sĩ hay là lẻ gì chỗ này hết. Và ở đây mình cũng đặt luôn cho mình là cái nhóm khách hàng là mình đặt ở ngay cái formula này rồi, nên nó sẽ nằm ở đó. Nhưng mà giả sử như giờ cái anh Ctrl X, anh bỏ cái này đi ha. Anh bỏ cái này đi. Và anh chọn nó là enum. Chọn là enum thì để coi nó ra cái gì ha. Thì ở đây em coi lại trong cái danh mục khách hàng của em. Ở đây là mình có khách sĩ, có khách lẻ là đúng không? Thì như vậy mặc định là mình đã có hai khách sĩ, khách lẻ rồi. Thì bây giờ mình thử thêm một cái khách hàng, Hà Phương. Thì ở đây nó cho mình chọn chỉ có sĩ hoặc là lẻ thôi, không có lựa chọn thứ ba. Bởi vì mình ràng buộc nó bằng cái test mà mình đặt ở đây. Mình đang ràng buộc của nó là cái lựa chọn của mình là chỉ có sĩ hoặc là lẻ thôi. Rồi bây giờ giả sử như mình cho lựa chọn thêm một cái nhóm khác nữa, cái nhóm thứ ba của mình. Đâu rồi? Nhóm khách hàng. Đây. Mình tích vô cho nó là cho lựa chọn thêm cái thứ ba. Ok. Lưu lại. Thì như vậy bây giờ mình chọn thử một khách hàng ha. Đó. Thì ở đây mặc định nó sẽ lấy từ trong ra, nó show là khách lẻ, nhưng mà mình có thể mình chọn là sĩ. Hoặc mình có thể mình thêm vô một cái khách gì đó ha. Đó, một cái khách gì đó mình thêm vào, nó cho mình thêm. Thấy chưa? Đó. Khác biệt của enum á là nó sẽ cho mình chọn được bất kỳ cái cột nào là thứ nhất nè. Thứ hai mình có thể thêm những cái dữ liệu mà nó nằm ngoài cái vùng mà mình tham chiếu, nằm ngoài cái cột mình tham chiếu, hoặc là nó mới, đúng không? Thì cái enum nó cho phép mình tùy chọn cái kiểu đó. Nếu mình click vô mình chọn hai cái này, đúng không? Còn nếu mình bỏ tích hai cái này thì nó chỉ được lựa chọn trong cái vùng này thôi. Rồi tiếp cái enum nó sẽ được áp dụng khi nào nữa? Nó cũng có thể là refer luôn. Giả sử như giờ anh xóa hai này đi, anh chọn basic thay, anh chọn là refer. À. Thì như vậy nó sẽ hỏi anh là anh chỉ định tới cái bảng nào. Thì ở đây không có cái bảng là khách sĩ khách lẻ. Ở đây anh khách sĩ khách lẻ đúng không? Anh không có cái bảng khách sĩ khách lẻ. Nên nếu mà anh chọn kiểu rep này mà anh lưu lại thì phần mềm nó sẽ báo lỗi. Ví dụ anh lưu lại ha. Thì phần mềm nó sẽ báo lỗi. Bởi vì nó không hiểu là mình đang tham chiếu tới cái bảng nào. Đó, nó báo nè. Nó không xác định được mình tham chiếu tới cái bảng nào. Đó, vậy nên cái chỗ này mình phải chỉnh nó lại. Đó.
nhóm khách hàng của mình phải chỉnh lại. Anh không? Thì cái chỗ này mình lại là để nó là test đi. Đó, để nó lấy từ cái nào. Đó. Rồi ví dụ như giờ cái chỗ này anh sẽ chọn tới một cái anum. Ví dụ như giữa sản phẩm với lại chi tiết sản phẩm hoặc là hóa đơn với khách hàng, sản phẩm với chi tiết sản phẩm đi ha. Nhiều sản phẩm với chi tiết sản phẩm. Thì cái này cái tên sản phẩm này nè. Mình có thể mình lựa chọn nó là thay vì red anum vẫn được. Đó. Là anum. Anum. Thì cái chỗ anum này mình lại chọn cái basic type này, mình chọn là rep. Rep của mình là mình lại rep tới cái bảng là sản phẩm. Thì nó vẫn cho mình tham chiếu. Vẫn tham chiếu. Should have at least allow value. Thì bây giờ mình bỏ tích thay này đi ha. Không cho thay đổi, bây giờ cứ để vậy đi. Rồi bây giờ anh thử ha, ví dụ như giờ anh vô cái chi tiết hóa đơn này, vô chi tiết hóa đơn hoặc là vô một cái hóa đơn, chọn hóa đơn chị Tâm này, mình edit lại, mình có thể mình thêm vô một cái sản phẩm khác, chọn một cái sản phẩm gì đó. Thì ở đây nó chỉ có hai cái sản phẩm này. Đó. Thì như vậy nó không có show, nó không có lấy được tất cả, nó không có lấy tất tần tật bên kia qua. Mặc dầu á là ở đây nó cho mình tạo để mà mình liên kết tới cái bảng kia, mình cũng tạo ở đây hết rồi. Thấy chưa? Cùng liên kết với bảng mã sản phẩm. Thì như vậy ở đây ông này ổng được phép thêm cái sản phẩm mới vào trong cái danh mục sản phẩm, nhưng mà nó không có show ra. Vậy bây giờ em muốn nó show ra thì em phải show value nó nằm ở đâu. Em phải gắn ở trong cái suggestion. Gắn trong cái suggestion này. Đó. Và em gắn ở cái bảng sản phẩm. Và em gọi là tên SP. Đó. Thì ở đây nó sẽ gợi ý cho em là nó sẽ lấy những cái dữ liệu, cái danh sách ở trong cái cột này ra cho em. Đó. Còn không thì mặc định nó chỉ lấy trong cái anum này, nó chỉ lấy trong cái table data ra thôi. Đó. Ở đây nó báo mình ban đầu mình không có chọn cái list mà nó tham chiếu tới này, nó mặc định nó sẽ lấy trong cái table data. Bây giờ mình thử ha. Mình chọn chị Tâm. Mình chọn edit. Và bây giờ mình thử thêm vô một cái mặt hàng nữa đi ha. Đó. Mình chọn. Thì bây giờ nó show tất cả bên kia qua. Và ở đây nó vẫn có nút new để mình có thể mình thêm một cái sản phẩm mới từ bên kia qua. Vậy thì cái anum với lại cái refer là cái anum nó linh động hơn, nó có thể nó tham chiếu từ bất kỳ một cái cột nào để nó đưa vào trong cái bảng này. Còn cái refer nó chỉ có thể tham chiếu cái cột là cái khóa thôi. Khi anum kết hợp với refer thì có nghĩa nó chỉ tham chiếu cái khóa của cái bảng kia thôi. Tương tự cho cái anum thì là anum list. Anum list của em áp dụng khi nào? Khi em có nhiều lựa chọn. Có nhiều lựa chọn. Thì nếu mà sau này còn thời gian anh sẽ chỉ cho em cách tạo một cái đơn hàng mà mình có thể mình chọn nhiều mặt hàng. Mình add vô sau đó mình cập nhật cái số lượng thôi. Thì mình sẽ tạo một cái anum list. Mình lúc chọn các mặt hàng đó rồi mình tạo đơn hàng cái. Thì lúc đó nó sẽ tự động nó add các mặt hàng đó với đơn giá vào đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái anum list. Thì khi mình chọn anum list thì nó sẽ cho mình là chọn nhiều khách hàng. Ví dụ như giờ mình chọn tên sản phẩm của mình là anum list đi. Thì nó sẽ cho phép mình chọn nhiều khách hàng, nhiều đối tượng. Cho phép mình chọn nhiều đối tượng. Thì ở đây nó đang bị báo lỗi. Bởi vì anum list nó sẽ trả về là một chuỗi. Trả về một chuỗi ha. Nên ở đây công thức nó sẽ báo lỗi. Nên để anh chỉnh lại. Tốt nhất là anh can thiệp tới cột này, bởi vì cột này nó có liên quan tới công thức của những cái cột khác. Mã sản phẩm, tên sản phẩm chỉnh lại.
chính nó lại là rep đi ha, giống như ban đầu. Rồi, sụt của nó là sản phẩm ha. Ok, đền lại. Rồi, analytics sụt sản phẩm. Trong cái suggestion thì bây giờ mình không cần nữa, bởi vì nó đã tham chiếu ngay tới cái bảng đó rồi, thì bây giờ cái chỗ cái suggestion này không còn ý nghĩa nữa, mình có thể mình xóa cái này đi ha. Khi mình đã refer tới đó là thì mình không cần phải tham chiếu nữa. Khi mình chọn analytics thì mình mới chỉ định là mình tham chiếu tới cái bảng nào. Còn khi mình chọn refer thì nó đã tham chiếu ngay tới cái bảng đó rồi, thì mình không cần phải chỉ định tiếp một lần nữa. Đó, thì cái sự khác biệt của analytics và refer là như vậy. Analytics thì nó sẽ cho mình chọn nhiều đối tượng, cái kết quả nó sẽ trả về là một mảng ha, nó ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy hoặc là dấu chấm phẩy do tùy mình thiết lập vào. Còn cái refer thì nó sẽ tham chiếu tới một cái bảng khác thông qua cái khóa, cái khóa của cái bảng đó ha, cái thầy. Cái anom nó có thể nó tham chiếu bất kỳ, anom hoặc là anom list có thể tham chiếu bất kỳ cái cột nào trong cái bảng khác hoặc là chính nó. Ok. Rồi, cái kiểu định dạng test này nó có hai dạng là test và long test. Test là dữ liệu ngắn, ví dụ nó còn khoảng 100 ký tự trở lại thì nó cho mình là test đi. Anh không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà nó test là nó ngắn. Long test là nó cho phép mình dài, có thể xuống dòng một đoạn văn. Tóm lại, long test là một đoạn. Test là một câu. Hiểu đơn giản vậy ha. Khi mình định dạng là signator thì là chữ ký. Ví dụ mình tạo một cái đơn hàng, mình muốn khách hàng của mình ký tên ngay trên cái đơn hàng này luôn. Ví dụ cái cột ký tên đi ha, nhưng mình thêm vô cái cột chữ ký, ký tên. Ví dụ cột ký tên. Ví dụ như giờ mình thêm một cái cột ký tên, ký nhận, hay là ký nhận đi ha, ký nhận. Ký nhận. Giả sử như giờ mình muốn thêm một cái cột là ký nhận vô trong cái phần hóa đơn này đi. Rồi, bây giờ mình refresh lại xong rồi đúng không? Bây giờ nó sẽ có một cái cột ký nhận. Ký nhận đây. Ok. Ký nhận. Thì bây giờ cái ký nhận này mình khai báo nó là signature. Thì nó sẽ có một cái bảng trắng như thế này để khách hàng ký, chạm vào để mở khóa, để ký đúng không? Đó. Thì khi mà mình tạo cái này thì mình có thể phục vụ khi mà khách hàng họ nhận hàng, họ ký vô đây. Ví dụ như giờ cái đơn hàng này, cái đơn hàng này đi, giờ mình muốn khách hàng họ ký, ký tên vô, ký ký gì đó, ký vô đây ha. Lưu lại. Thì nó sẽ lưu và nó đồng bộ về cho nhà app mình ở dạng một cái hình ảnh. Nó sẽ lưu lại cái chữ ký. Vô được rồi, mình kiểm tra coi nó lưu, nó nằm như thế nào. Vô axis. Vô data. Rồi. Đây nó chưa có đồng bộ. Này. Thì cái hóa đơn mình nó sẽ ký nhận, nó lưu nè trong cái hóa đơn email, thấy chưa, trong cái data rồi hóa đơn email data. Hóa đơn email access. Có phải cái này không, đúng là nó phải nằm trong này chứ, nó phải nằm trong này HD, nó phải nằm trong cái thư mục hóa đơn email.
Đây, mình vừa ký nhận nó nằm đây. À, hiển thị vị trí tên. Đây, cái mục của tôi, nó lưu lại cái hình. Đó. Cái mình vừa ký, cái chữ ký của mình như vậy. Ok. Đó. Thì cái này là cái dạng hóa đơn ha. Là mình có thể mình ký nhận online. Rồi cái định dạng file thì nó sẽ cho phép mình lưu trữ một cái file. Ok. À, định dạng là list là có nghĩa là nó khai báo cái kiểu dữ liệu ở đây là một cái danh sách. Là một cái danh sách ha. Một cái danh sách. Thì thường nó sẽ áp dụng cho cột ảo nha. Cột thực nó sẽ nó cột ảo nó luôn trả về là một danh sách thì nó mới cho là cái list, nó cho mình định dạng là list. Còn nếu mà cái cột thực thì nó sẽ cho mình là test thôi. À, mặc dầu là mình à, dữ liệu mà nó trả về trong đó là ví dụ có thể là anonymous nhưng mà nó là test thôi chứ nó không phải là list ha. List nó chỉ được khai báo cho cái cột ảo thôi, cột thực nó không cho. Rồi à, giờ tháng năm thì nói chung thì cũng giống với Excel thôi. Địa chỉ là ví dụ như em chọn là address thì nó sẽ định vị luôn ha. Có nói sơ cái chỗ này rồi. Đó. Ngoài ra có một số cái là cũng là định vị địa chỉ luôn. Bây giờ cái thứ nhất á, là cái XE cũng là cái định vị đó, XE nè. Rồi nó là định vị dạng GPS. Thứ hai là Change Location. Change Location thì nó cũng là định vị, nhưng mà định vị khi mà mình mở cái app lên mình edit, mình cập nhật thì nó sẽ get cái vị trí ngay chỗ đó. Tắt xuống đi. Đó. Thì cái chỗ địa, nó hiển thị cái địa danh á thì nó sẽ có một số cái. Thứ nhất là address, là Google nó cũng sẽ định vị được là address. Cái thứ hai, address là nó định vị là dạng địa danh ha. Thứ hai nó là định vị dạng tọa độ XE, hoặc là nó định vị dạng Change Location. Change Location với XE là giống nhau ha. XE là nó định vị theo cái tọa độ chết, tọa độ tỉnh ha. Còn Change Location có nghĩa là mình định vị khi mà mình update cái thay đổi, mình cập nhật cái thay đổi thì nó sẽ get dữ liệu để mình biết, ví dụ như cái job của mình là mình để được xử lý tới đâu ấy, ví dụ mà nó đi tới đâu thì nó sẽ get cái dữ liệu là tại cái thời điểm cuối nó được add đâu thì nó sẽ get cái vị trí ngay chỗ đó. Nên với điều kiện là điện thoại nha, điện thoại nó sẽ get được cái vị trí, cái máy tính á, thì nó không có get được và cái tọa độ nó báo là 00 nha. Rồi tương tự cho cái change location thì change timestamp có nghĩa là thay đổi cái thời gian, thì mình khi mà mình edit cái app cái thời gian nó sẽ get, nó sẽ lấy cái thời gian thay đổi đó thì mình chọn là change timestamp. Khi mà mình cập nhật cái dữ liệu của một cái dữ liệu của cái dòng đó của mình nó thay đổi à, thì nó sẽ update lại cái thời gian thay đổi gần nhất đó, nó lưu lại à. Hay là những cái kiểu định dạng khác như là color. À, cái kiểu lát long ha, kiểu lát long là cái kiểu cũng là vị trí ha, lát long là nó ghét vị trí à, thì ở đây cũng là địa chỉ luôn à, nhưng mà nó sẽ ghét tại cái thời điểm mình check in à, khi mình ghét mình check in tại một cái điểm nào đó thì nó ghét cái vị trí tại cái thời điểm đó à, và nó check in. Còn ví dụ khi mình nhấn edit thì cái lát long này nó sẽ không có thay đổi vị trí à, cái lát long này nó sẽ khác với lại cái change location. Change location là khi mình thay đổi một cái gì đó trên cái dòng dữ liệu thì nó sẽ cập nhật cái vị trí tại cái điểm đó. Còn last long có nghĩa là khi mình nhấn kích hoạt thì nó sẽ dùng cái hàm here để nó lấy cái vị trí đó à, chỗ này last long này nó sẽ đi với cái hàm here ha à, ví dụ mình muốn kiểm soát shipper của mình thì mình gắn cái hàm here với lại cái last long này, thì khi ông shipper này ông giao hàng thì ông check in vào đó cái thì nó
cập nhật cái vị trí vô chỗ đó là lát long và nó điền cái tọa độ do đó, lúc đó Google nó sẽ định vị cái vị trí là ở đó là ở đâu, coi có khớp với cái điểm giao của mình hay không. Đó. Còn mặc định thì mình cứ để nó là address. Khi mình để address thì trên mình xem trên dạng bảng, dạng table nó sẽ không có show cái tag dài lên cho mình. Mình muốn xem thì mình phải list cho chi tiết, mà nó chỉ là nó định vị cái vị trí thôi. Đó. Đó này là ví dụ như giờ đây. Mình phải xem chi tiết như vậy thì nó mới thấy được cái địa chỉ này đúng không ạ? Còn ví dụ như mình xem trên cái hóa đơn đi. À mở lớn tí. Đó thì bây giờ cái địa chỉ nó không có show lên. Còn ví dụ như mình muốn nó show lên, mình chọn nó là dạng test. Ở đây mình tích vô cái address này ha. Ví dụ address. Ví dụ mình muốn là là gì đây? URL for. Này không cần. Ví dụ mình không muốn nó nhúng cái địa điểm vào thì mình tích vô đây thì nó sẽ không có định vị. Lưu lại. À, cái check in cái vị trí này á, với cái bảng free của Google, một ngày nó cho mình check in giới hạn là như là 500 hay là 1000 địa điểm thôi nha, chứ không phải tất cả nha. À, nên mình một số người là nghĩ là mình sử dụng cái này để mình quản lý cái đội sale thì nó không có áp dụng được đâu, vì lúc đó nó sẽ quá cái quota. Nên địa chỉ đó, thì ví dụ như mình muốn nó show luôn lên trên cái table của mình thì mình phải chuyển nó sang dạng là test thì nó mới show lên được. Còn mình chọn cái kiểu address thì nó sẽ chuyển thành biểu tượng. Ok, thì cái này cũng rất là tiện nếu mà mình quản lý cái việc giao hàng của mình đó. Rồi bây giờ hôm nay không kịp để mà mình tạo cái phiếu in, nó giải thích cái này cho em hiểu với lại chỉnh lại cái bảng. Đó. Thì cái phần tới thì mình tạo cái phiếu in thì nó cũng nhanh thôi. Trong một buổi học thì giải thích về cái nguyên lý rồi thì sau đó mình thực hành mình tạo luôn cái này. Thì mình sẽ thực hành được cái việc tạo cái hóa đơn bán. Xong rồi mình qua mình tạo cái hóa đơn nhập rồi sau đó mình tạo cái tồn kho. Rồi mình qua tiếp là cái phần mà thu chi, đúng không ạ? Quản lý thu chi thì nó cũng trong vòng 10 buổi thì mình xử lý hết tất cả những cái này được, không có vấn đề gì đâu. Rồi thì nãy giờ thì anh giải thích cho em để em hiểu thêm về những cái ý nghĩa của những cái này ha. Thumbnail thì nó là dạng hình ảnh biểu tượng, cái icon ha, thì nó là hình đấy. Có 3 cách để em chuyển vô là em show nó lên dạng hình, em show một cái cột lên dạng hình từ ba dữ liệu em đưa vào. Thứ nhất em show dạng hình nhiều dữ liệu chứ không phải là ba đâu, em có thể show nó lên dạng hình rồi còn có những cái kiểu dữ liệu nào nó sẽ hiển thị dạng hình nè. Kiểu thứ nhất đó là đi từ trên xuống dưới ha. Kiểu thứ nhất là image ha. Đó, kiểu thứ nhất là kiểu này là mình chèn một tấm hình vào thì nó sẽ show cho mình dạng hình, được chưa? Kiểu thứ hai là cái kiểu mà mình sẽ draw, nó cũng sẽ show cho mình dạng hình, drawing, được chưa? Là một cái bản vẽ, nó cũng show cho mình dạng hình, nó show icon dạng hình á, nhưng mà lúc đó thì cái chức năng sử dụng nó là khác ha. Rồi kiểu tiếp theo đó là kiểu thumbnail. Đây thì nó cũng sẽ show cho mình dạng hình và mình cũng chèn vô một tấm hình. Được chưa? Cái kiểu URL thì nó yêu cầu mình là thêm vô dạng trang web, nhưng mà khi mà mình thêm ở trên cái sụt của mình là cái URL là của một cái hình ảnh đi, thì nếu mình chọn cái label là hình thì nó vẫn show cho mình là tấm hình. Đó, cái hai dạng
Đó, mặc dầu mình đưa vào đây là URL là hình ảnh đúng không? Đó, nhưng mà mình xua cái label này, mình chuyển sang cái hình của mình đưa vào, thay vì mình chèn hình vào thì mình chèn vô là ở dạng URL, và ở đây mình khai báo ở đây là email, thì nó hiển thị cho em là hình ảnh. Còn nếu mà em khai báo ở đây là URL thì lúc đó nó sẽ liên tới cái trang web, mình chọn vô là nó sẽ đi tới cái trang web đó. Còn cái kiểu mà em khai báo là video này á, thì thực ra AppSheet nó không có hỗ trợ cho chèn cái video trực tiếp đâu, mà mình chèn theo kiểu gián tiếp, là nó y chang như cái kiểu hình ảnh thôi. Có nghĩa là em chèn cái link video vào và sau đó em chuyển đăng cái dữ liệu vào đây là video, thì lúc đó nó sẽ hiển thị cái kiểu xem ở đây là cái video. Được chưa? Đó. Kiểu yes no. Đó. Kiểu yes no là đúng trai, thì lúc đó nó sẽ hiển thị ra mình nút yes hoặc là nút no. Ok. Đó. Còn kiểu show thì khi hôm qua anh có giải thích rồi, show thì có nghĩa là thay vì cái cột đó chứa dữ liệu thì cái cột đó chỉ là một cái tiêu đề thôi. Đó. Thì đó là show. Đó. Kiểu phần trăm, kiểu percent thì cái này kiểu định dạng số thôi, không có gì quan trọng ha. Đó. Thì mình làm thì mình cũng xài những cái nào hay xài thôi, chứ nó cũng không phải mình xài hết tất cả những cái kiểu khai báo dữ liệu này. Đó. Ok. Đó, thì trong cái bài tới mình sẽ tập trung mình xoáy vào trong cái phần mà tạo cái file in ha. Hôm nay thì mình hiểu về cái việc khai báo dữ liệu trong cái data. À, khi mình hiểu về data rồi thì sau này mình sẽ tạo các cái việc mình tinh chỉnh cái data mình nó nhanh hơn, là lúc đó mình sẽ làm mình giải quyết vấn đề nó thuận lợi hơn ha. Ok, rồi em có hỏi gì thêm cứ hỏi đi. Không. Ok em ha, mình kết thúc ở đây nha.